Rồi, xin chào cả nhà nha. Clip hôm nay thì mình mới làm cái cây em lại cây mai bonsai này. Thì bữa giờ cũng công chuyện nhiều quá anh em, công chuyện mình đi làm vườn người ta anh em. Thì giờ mình mới có thời gian mình rảnh mình chỉnh sửa mấy cây trong vườn mình. Cây này thì mình mới chuyển lại cái thớ cho nó, nhìn cho cái cây nó thoát thân nha anh em, thoát thân nó khuê được cái bộ đế này, khuê được cái bộ đế cây này. Đây, bạn vô đặt hai cái khúc cuối đây vô cho anh em xem này. Đây, mình mới cắt hai cái tay một tay hai nha anh em. Tay một tay hai nhìn cái cây nó thường quá. Đỡ thì nó thường nha anh em, đỡ thì nó kín cây nhưng mà nó rất là thường cây. Đấy, mình nó tỉa bỏ này, nói chung là ghép cũng dính thôi. Ghép dính khỏe mạnh bình thường nha anh em, nhưng mà mình tỉa bỏ. Già nó eo này nè. Chưa bỏ keo. Già đó. Láng liếp. Cái này cũng dính cũng muốn liền liền vất thẻo hết nha anh em. Vất ghép lớn hết rồi. Nhưng mà mình vẫn quyết định xé bỏ nha anh em. Xé bỏ đỡ cái cây nó đẹp hơn. Nó thoáng cây hơn. À, tính bỏ hai khúc cuối xuống. Bỏ hai nhánh xuống. Rồi giờ mình sẽ đo luôn, mình giao lưu luôn nha anh em. Giao lưu luôn, anh em nào thích thì cái dáng này thì liên hệ mình. Cái dáng rất là quái lẹ. Chiều cao cây từ gốc lên đến đỉnh ngọn là 80 nha anh em. 70. Tán dài nó là 70. Cây form rất là đẹp. Mặt này mặt diện này khoe được cái bộ đế cây này. Đó thân dưới tay một này, dưới là đấy, đúng rồi. Cái eo ở chỗ này là lật mặt thước lại. Cái eo chỗ này là 23 nha anh em. Hoành eo là 23, hoành đế này, đế này phục hết chậu luôn nha anh em. Đế rất là khủng á. 1 mét. Từ. Đế là chảnh 1 mét nha anh em thấy không? Chảnh 1 mét này. Đế hàng khủng, cây được vô chậu mặt bợm. Cái chậu này là mình vô cây cũng được 4 năm rồi nha anh em, 4 năm. Cái giá lúc đầu là 7,5 này. Lúc đợt mấy năm trước là 7,5, nay nhiều mình cũng không biết nữa. Chỗ này là mình tạo cái co quái cho cái đoạn thân. Đoạn thân quái nha anh em. Nói chung cây này thì mình chỉnh theo phong cách quái lạ. Khuê thân, khuê đế. Nên là mình quyết định bỏ hai cái tay 1, tay 2. Mình lấy cái dàn cốt bên trên. Anh em nào thấy thích cái dáng này thì liên hệ mình. Bữa giờ cũng không có thời gian để mà giao lưu cây. Thì giờ sẽ có bạn que thì mình mới làm xong cây này, mình nhờ nó đo thông số quay cho anh em tham khảo luôn. Cây rất là bự nha anh em, già cây rồi. Cây này chơi được hai mặt nha anh em có thích mặt nào thì mình chơi mặt đó. Anh em thích chơi đế thì chơi mặt bên kia, thích chơi dáng thì chơi này. Anh em thích mặt nào cũng được. Chung tay cành này mình ghép mình làm lâu năm rồi. Cái này giao Tuấn Ngọc. Rồi anh em nào hợp nhãn cái cây mai bonsai này thì cứ liên hệ mình. Để mình báo giá nha anh em. Một cây già, đỡ khủng. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh. Anh em theo dõi kênh nhớ cho mình một nút like để mà ủng hộ tinh thần mình lên nhiều clip chia sẻ cây cảnh cũng như phân thuốc đối với anh em ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.